Xin chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh Túi Doanh Nhật Cần Thơ bên em. Và video của Túi Doanh Nhật Cần Thơ lên vào lúc 19 giờ và 12 giờ hàng ngày. Cô chú anh chị đón xem và lựa cho mình những cái sản phẩm ưng ý nhất nha. Và số điện thoại của shop 0973 952 507. Những sản phẩm video ngày hôm nay thì shop sẽ miễn ship toàn bộ những sản phẩm video ngày hôm nay ha. Và cô chú anh chị có thể gọi điện trực tiếp cho em, nhắn tin qua Zalo đều được ha. Đầu tiên đó là một chiếc túi xách tay có thương hiệu Ricala, da thật 100% ha. Thì mình xách tay rất là vintage, kích thước bề ngang là 28, chiều cao 27 và bề dày là 12. Để mình xách tay như hai. Da là da thật 100%. Ở đây bên trong sẽ có một ngăn ở đây, hết 500 và dây đeo chéo ha. Để mình xách tay và mình đeo chéo đều được, full da hết ha. Và khoen khóa còn rất là sáng, rất là đẹp. Và ở đây nó sẽ có cái tác hiệu của đây, có cái tác hiệu da thật 100%, độ mới khoảng 80-80%. Lên dùm shop một mã 3613 450k, 3613 450. Và đây là miếng test da luôn, da thật 100% bên đây, dập hiệu thương hiệu màu xanh đen, 450. Và cái đến đó là một chiếc bao tử da thật 100%, để mình đeo trước bụng rất là ok. Kích thước bề ngang 18, chiều cao 30 và bề dày là 9, đeo trước bụng rất là ok ha. Da là da thật toàn bộ ở đây. Ở đây sẽ có một khóa cái miệng ở đây. Bên trong là lót vải sạch đẹp và một ngăn ở đây. Lót vải sạch đẹp và một ngăn đây, thương hiệu dập nổi đây. Bên trong là lót vải đẹp hết ha. Da là da thật toàn bộ hết. Để mình đeo trước bụng định tiền tư trang rất là ok, thương hiệu dập nổi đây. Lên dùm shop một mã 3387 ha, 590, hôm nay sách giảm còn 450, 3387. Và kế đến đó là một chiếc túi thương hiệu ha, có thương hiệu, chất liệu là da canvas, đặc trưng của hãng phối với da thật, những màu vàng này là da thật ha. Và ở đây là da, thương hiệu rất là nổi tiếng, thương hiệu dập nổi đây. Kích thước của chiếc túi này mình có thể mình xách tay và mình đeo chéo được ha. Bề ngang là 26, chiều cao là 20 và bề dày là 10. Xách tay và đeo chéo. Ở đây sẽ có một khóa cái miệng ở đây. Bên trong lót vải sạch đẹp, dập hiệu thương hiệu và thương hiệu ở đây. Và đây sẽ có hai cái nút cách 500 và một ngăn ở đây. Lót vải ha và một ngăn đây. Bên trong dập hiệu thương hiệu Zenith Leader, hàng của Pháp ha. Chứng nhận da thật, một khóa cái miệng ở đây. Lên dùm shop một mã 3616 ha, 800k, 3616 800. Hết 500, có khóa cái miệng chắc chắn ha. Và một chiếc túi xách tay da thiên nga, có thương hiệu cổ Ý, thích hợp làm quà tặng được, độ mới khá là cao. Kích thước bề ngang, bề ngang là 34, chiều cao 24 và bề dày là 13. Xách tay như thế này, da là da thật toàn bộ, sẽ có một phát cái miệng ở đây. Bên trong lớp vải sạch đẹp và thương hiệu khoen khóa, dập hiệu thương hiệu, độ mới khoảng 85%, thương hiệu của pha của Ý ha, AB của Ý. Và hàng thì từ Nhật về. Một ngăn đây hết 500 và khoen khóa dập hiệu thương hiệu hết ha. Và có một cái khóa cái miệng ở đây. Bên trong là lót vải sạch đẹp, dập hiệu thương hiệu hết và thương hiệu của Ý dập nổi đây. Da là da thật toàn bộ ha, hai ngăn đây, một ngăn đây và một ngăn đây, và một cái khóa cái miệng đây là sạch đẹp hết.
Em mình xách tay như thế này. Lên giùm shop một mã là 3622 609. 3622 609. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay da thật 100%. Có thương hiệu ha. Xách tay và đeo chéo, kích thước bề ngang. Bề ngang là 34, chiều cao 23 và bề dày là 11. Xách tay và đeo chéo đều được, da thật toàn bộ ha. Sẽ có một khóa cán miệng ở đây. Và bên trong lót vải sạch đẹp, hai ngăn nhỏ ở đây. Và thương hiệu Double N Melano và một khóa cán miệng ở đây là sạch đẹp. Xách tay và đeo chéo rất là ok. Lên giùm shop một mã là 3227 ha. 309. 3227 309. Và một chiếc ba lô da thật 100%. Để mình xách tay và mình đeo ba lô da dày dặn và chắc chắn. Kích thước của chiếc ba lô này, bề ngang 27, chiều cao 33 và bề dày 18. Xách tay và đeo ba lô rất là đẹp, dây đeo ba lô da thật 100%. Có một khóa kéo miệng ở đây, lót bên trong là sạch đẹp và một ngăn nhỏ đây. Ở đây là thả vào thẳng bên trong ha, mình có thể mình lấy đồ phía dưới được. Một ngăn ở đây và một ngăn ở đây, hai nắp phích 500 và một ngăn đây có một nút phích 500 ở đây. Vào dạng bút két gút miệng, có một cái khớp để mình gài lại như thế này. Bên trong là lót vải sạch đẹp dập hiệu thương hiệu của thương hiệu Samsung. Và đây nó sẽ có một cái khớp để mình gài lại như thế này, chắc chắn ha. Phích 500 rất là chắc. Lên giùm shop một mã 3454 ha. 509, hôm nay sắp giảm còn 450. 3454 450. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay da thật 100%. Rất là đẹp ha. Màu rất là đẹp, dập vân 6. Kích thước bề ngang, bề ngang là 36, chiều cao 16 và bề dày 13, chiều cao tới 21 ha. Mà ở ngang bên trong là khoảng cỡ 16. Để mình xách tay và mình đeo vai rất là đẹp. Da là da thật toàn bộ, độ mới khá là cao, thương hiệu của Ý ha. Adomi Bacilli, thương hiệu của Ý, Italy. Và đường may rất là tinh tế ha. Ở đây nó sẽ có một cái ngăn, có một cái khóa kéo miệng, một nút phích 500 bên trong. Và ở đây một nút phích 500, hai nút phích 500 và một khóa kéo miệng ở đây. Lót bên trong là lót vải sạch đẹp dập hiệu thương hiệu ở đây, thương hiệu này của Ý ha. Xách tay và đeo vai rất là đẹp. Lên giùm shop một mã là 3625 609. 3625 609. Kế đến đó là một chiếc túi xách tay da thật 100%. Để mình xách tay rất là đẹp ha. Kích thước bề ngang là 40, chiều cao là 30 và bề dày là 12. Sẽ có một ngăn phía trước, đây dập hiệu thương hiệu đây, thương hiệu hình con ngựa ha. Ở đây một nút phích 500. Bên trong, bên trong là lót sạch đẹp ha. Một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng ở đây và thương hiệu dập nổi đây. Ở đây là bên trong lót dập hiệu thương hiệu ha. Và hết 500 chắc chắn. Ở đây sẽ có một nút phích 500 ở đây. Và bên trong lót sạch đẹp sẽ có hai nắp, một ngăn đây và một ngăn đây. Lên giùm shop một mã 3536 ha, 1.100.000. 3536 1.100.000. Ở những cái da đường viền này là da mộc hết ha. Da thật 100%. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay da thật toàn bộ ha. Màu này là màu nâu sô cô la. Kích thước bề ngang,
bề ngang là 37, chiều cao 27 và bề dày 14. Sách tay và đeo vai da thật toàn bộ hết. Sẽ có một khóa cán miệng ở đây. Bên trong là lót vải. Hai ngang ở đây và một khóa cán miệng dập hiệu thương hiệu Rahes Party, và có một cái khóa cán miệng ở đây. Sạch đẹp hết. Lên dùm shop một mã 2761 ha. 490, em này sách giảm còn 250 ha. 2761 250. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay da thật 100%, có thương hiệu Locas của Pháp. Da rất là đẹp ha. Màu này là màu xanh rêu. Kích thước bề ngang, bề ngang là 32, chiều cao 22 và bề dày là 12. Để mình xách tay như thế này. Da là da thật toàn bộ ha, thương hiệu Locas thế này. Ở đây mình gỡ ra như thế này thì bên trong lớp là sạch đẹp hết ha. Da là da thật toàn bộ, để mình gài lại như thế này, chắc chắn. Và một ngăn đây có một cái khóa cấu miệng, bên trong là lớp vải sạch đẹp, hai ngăn nhỏ đây và thương hiệu Locas dẹp nổi đây, và có một cái khóa cấu miệng bên trong, lót là lót vải sạch đẹp hết. Xách tay rất là đẹp ha, độ mới còn khá là cao, thích hợp làm quà tặng được ha. 80-85% lên dùm shop mã là 3621-450k, 3621-450. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay da thật 100%, kích thước bề ngang là 32, chiều cao 23 và bề dày là 10. Để mình xách tay như thế này, dập hiệu thương hiệu Biacadin, và sẽ có một khóa cán miệng ở đây. Bên trong lót vải sạch đẹp, dập hiệu thương hiệu Biacadin, và một ngăn ở đây dập hiệu thương hiệu Biacadin, một ngăn đây và hai ngăn nhỏ đây, có một khóa cán miệng ở đây. Bên trong là lót vải sạch đẹp, dập hiệu thương hiệu Biacadin, đây còn cái mã code ở đây luôn ha, và có một cái khóa cán miệng đây, lót sạch đẹp hết. Da là da thật toàn bộ hết ha. Để mình xách tay rất là đẹp. Lên dùm shop một mã là 3623 609, 3623 609. Và cái đến đó là một chiếc túi đeo chéo da mộc ha, da thật 100%, rất là xinh xắn. Màu này là màu vàng bò, rất là đẹp. Kích thước bề ngang là 22, chiều cao 17 và bề dày là 7. Để đeo chéo rất là ok nha. Thật toàn bộ hết ha. Ở đây mình gỡ ra thì bên trong sẽ có một ngăn ở đây và một ngăn đây, và một cái khóa cán miệng dập hiệu thương hiệu ở đây. Lên dùm shop một mã là 3501 509, 3501 509. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay và đeo chéo da thật 100%, kích thước bề ngang là 33, chiều cao là 20 và bề dày là 17. Xách tay và đeo chéo đều được. Ở đây sẽ có một khóa cái miệng ở đây, bên trong lót vải thật đẹp, và một ngăn ở đây có một cái khóa cái miệng ở đây, lót vải thật đẹp hết. Một khóa cái miệng đây và một khóa cái miệng đây. Ở đây là miếng tết da, da thật toàn bộ. Sẽ có hai ngăn nhỏ đây là sạch đẹp hết. Để mình xách tay đeo chéo rất là ok. Dây đeo chất liệu là da full da hết. Lên dùm shop một mã là 3299 ha, 409. Hôm nay shop giảm còn 309 ha. 3299, 309. Và cái đến đó là một chiếc túi đeo chéo da thật 100%, đựng vừa tất cả các dòng điện thoại và ví tì ví dài nha, màu nâu sô cô la. Kích thước bề ngang 26, chiều cao 24 và bề dày là 12.
chép chép rất là đẹp. Sẽ có một khóa kéo miệng ở đây, bên trong lớp vải sạch đẹp, và một khóa kéo miệng ở đây, lớp vải sạch đẹp hết. Hai ngăn nhỏ đây, và có một cái khóa kéo miệng ở đây, và một khóa kéo miệng đây. Dập hiệu thương hiệu Delicato, da là da thật toàn bộ ha. Để mình đeo chéo rất là ok. Lên dùm shop một mã là 3216 390k, hôm nay shop giảm còn 350 ha, 3216 350. Và cái đến đó là một và chiếc một chiếc túi du lịch da thật 100%, chất liệu là da voi, rất là đẹp ha, rất là vip. Kích thước bề ngang 53, chiều cao 28 và bề dày là 20. Để mình xách tay như thế này, độ mới 80%. Sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây, và một ngăn ở đây, có một cái khóa kéo miệng ở đây. Ở đây sẽ có một cái nút gài lại, bên trong là foam duster ha, và thương hiệu dập nổi ở đây, và có một cái khóa kéo miệng ở đây, hai khóa kéo miệng, hai ngăn nhỏ ở đây. Lót là lót sạch đẹp hết, da là da thật toàn bộ hết, da vôi ha, chất liệu là da vôi. Một nút hít 500 đây, và ở đây sẽ có một cái nút để mình gài lại rất là chắc, khoen khóa còn vàng ươm. Và thương hiệu dập nổi đây, anh đây sẽ có một cái tab da rất là đẹp luôn. Lên dùm shop một mã là 3547 ha, 2.100.000, 3547 2.100.000. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay da thật 100%, da dày dặn và chắc chắn. Kích thước bề ngang là 37, chiều cao 25 và bề dày là 17. Để mình xách tay và đeo chéo, da thật toàn bộ. Ở đây sẽ có một khóa kéo miệng ở đây, bên trong lớp vải sạch đẹp, dây đeo chất liệu là da, và sẽ có một khóa kéo miệng ở đây nữa. Lót bên trong lớp vải sạch đẹp, hai ngăn nhỏ ở đây, và một khóa kéo miệng ở đây là sạch đẹp hết ha. Da là da thật toàn bộ hết. Để mình xách tay và đeo chéo rất là đẹp. Lên dùm shop một mã 3310 490k, hôm nay shop giảm còn 350 ha, 3310 350. Và kế đến đó là một chiếc túi tay da thật 100%, thương hiệu Biacadin, rất là đẹp và thích hợp làm quà tặng được ha. Độ mới rất là cao, da là da thật toàn bộ. Kích thước bề ngang là 29, chiều cao là 20 và bề dày là 12. Để mình xách tay như thế này, da cực kỳ đẹp, và sẽ có một khóa kéo miệng ở đây, bên trong là lớp vải sạch đẹp, và khoen khóa dập hiệu thương hiệu Biacadin, và sẽ có một nút hít 500 ở đây, bên trong là lớp vải sạch đẹp, một nút hít 500 ở đây, và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng ha. Lót sạch đẹp hết, hai ngăn nhỏ đây, và một và khóa kéo miệng ở đây, thương hiệu Biacadin, còn mã code đây, đây là miếng tách da thật 100%, rất là đẹp. Lên dùm shop một mã là 3620 ha, 690, 3620, 690. Và cái đến đó là một chiếc túi du lịch da thật toàn bộ ha, da thật 100%, dập hiệu thương hiệu ở đây, da cực kỳ dày và chắc. Màu này là màu đen, và có dây đeo chéo. Kích thước bề ngang là 50, chiều cao là 30 và bề dày là 25. Xách tay và đeo chéo rất là đẹp. Sẽ có một khóa kéo miệng ở phía trước đây, và thương hiệu dập nổi đây ha, Saban, một ngăn ở đây,
Dẹp đẹp, dẹp hiệu thương hiệu già, dẹp nổi đây. Và sẽ có một phát kéo miệng ở đây nữa. Bên trong sẽ có một ngăn đây, mình có thể đựng laptop ha. Và một phát kéo miệng đây. Đó là lót vải sạch đẹp hết ha. Lên dùm shop một mã 3539 ha, 909. 3539 909. Và đây nó sẽ còn cái chìa khóa ở đây. 990k. Và kế đến đó là một chiếc túi bao tử da thật 100%. Kích thước bề ngang là 15, chiều cao 29 và bề dày là 9, đeo trước bụng rất là ok. Sẽ có một khóa kéo miệng ở đây và một ngăn đây hết 500, và một khóa kéo miệng ở đây và một cái khóa kéo miệng đây. Lót bên trong là lót vải sạch đẹp và một ngăn đây là bự nhất để mình đựng tiền, một ngăn nhỏ đây và một khóa kéo miệng đây. Lót là lót vải sạch đẹp hết, da là da thật toàn bộ hết, hết 500 chắc chắn. Và có một cái khóa kéo miệng ở đây. Lên dùm shop một mã là 3386 590k. Hôm nay shop giảm còn 350. 3386 350. Và cái đến đó là một chiếc túi đeo chéo thương hiệu Moritz, da thật 100%. Kích thước bề ngang 23, chiều cao 21 và bề dày là 8, đeo chéo rất là đẹp, da là da thật toàn bộ ở đây. Và đây sẽ có một nút hít 500, bên trong lót vải sạch đẹp, có một cái khóa kéo miệng ở đây, dập hiệu thương hiệu Maris. Và lên dùm shop một mã là 3498 509, 3498 509. Và một chiếc túi xách tay da thật 100% để mình xách tay và đeo vai, rất là đẹp. Kích thước bề ngang 34, chiều cao 19 và bề dày là 12, xách tay và đeo vai đều được, da là da thật toàn bộ hết. Tới đây sẽ có một khóa kéo miệng ở đây, bên trong là lót vải sạch đẹp và hai ngăn nhỏ ở đây, và một cái khóa kéo miệng, bên trong là lót vải sạch đẹp, hai ngăn nhỏ đây. Và bên trong dập hiệu thương hiệu ha, thương hiệu Roberto Rina. Và có một cái khóa kéo miệng đây, sạch đẹp hết, rất là sang ha và đẹp, da là da thật toàn bộ hết. Lên dùm shop một mã là 3617 450k, 3617 450. Và một chiếc túi đeo chéo và xách tay da thật 100%. Kích thước bề ngang 32, chiều cao 23 và bề dày 15, xách tay và đeo chéo rất là đẹp, da là da thật toàn bộ hết. Sẽ có một khóa kéo miệng ở đây, bên trong lót vải sạch đẹp và một khóa kéo miệng ở đây, lót sạch đẹp hết ha. Và có một cái khóa kéo miệng ở đây, thương hiệu Dima Rosa, và hai ngăn nhỏ đây, và một cái khóa kéo miệng ở đây là sạch đẹp hết, để mình xách tay và đeo chéo rất là đẹp. Lên dùm shop một mã là 7402. Hôm nay shop giảm còn 200 ha, 7402 200. Và một chiếc lết cầm tay thương hiệu của Ý, kích thước bề ngang 26, chiều cao 17 và bề dày 11, làm lết cầm tay rất là nhiều ngăn, một ngăn ở đây và một cái ngăn ở đây, có một cái khóa cái miệng ở đây và một ngăn ở đây. Lót bên trong lót vải sạch đẹp và một cái khóa kéo miệng ở đây, sạch đẹp, da là da thật toàn bộ hết ha. Lên dùm shop một mã là 3630 650k.
và một chiếc túi bao tử da thật 100%, kích thước bề ngang 17, chiều cao 32 và bề dày là 8, để mình đeo trước bụng rất là ok. Phía trước dập và hình chiếc lá ha, một ngăn đây hết 500, bên trong một ngăn đây có một cái khóa kéo miệng ở đây và một khóa kéo miệng ở đây, bên trong là lót vải sạch đẹp ha, và một cái khóa kéo miệng ở đây, lót vải sạch đẹp hết ha. Lên dùm shop một mã là 3398 590, hôm nay shop giảm còn 450 ha, 3398 450. Và một chiếc túi xách tay thương hiệu có ha, da là da thật 100%. Cái vết này là do cái quai này nó hằn lên cái túi này ha. Kích thước bề ngang là 39, chiều cao 28 và bề dày là 9, để mình xách tay như thế này. Thương hiệu có, da là da thật toàn bộ ha. Sẽ có một và ngăn đây hết 500 và một cái khóa kéo miệng ở đây. Lót bên trong là lót vải sạch đẹp và một khóa kéo miệng ở đây. Sạch đẹp á, hai ngăn nhỏ đây. Và thương hiệu Cốt Mỹ dập nổi đây và có một cái khóa kéo miệng ở đây là sạch đẹp. Da là da thật toàn bộ hết. Để mình xách tay như thế này. Ở đây nó sẽ có một cái vết hằn của túi và một cái vết hằn của túi ở đây. Lên dùm shop một mã là 3605 790k. Và một chiếc túi du lịch ha, da thật 100%, để mình xách tay, có thương hiệu dập nổi ở đây, thương hiệu của Ý, kích thước bề ngang 42, chiều cao 29 và cái bề dày là 18, để mình xách tay như thế này. Da là da thật toàn bộ, sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây, bên trong lót vải sạch đẹp và sẽ có một ngăn ở đây. Bên trong lót sạch đẹp hết, có một cái khóa kéo miệng ở đây. Da là da thật toàn bộ hết. Độ mỏi khoảng 80 đến 85%, lên dùm shop mã là 3549 ha, 909. 3549 909. Và một chiếc túi đeo chéo da thật 100%, để mình đeo chéo rất là ok. Kích thước bề ngang 31, chiều cao 27 và bề dày 14, đeo chéo rất là đẹp. Sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây, bên trong lót vải sạch đẹp, hai ngăn nhỏ đây và một cái khóa kéo miệng đây, thương hiệu Nicole Miller, và một khóa kéo miệng ở đây là sạch đẹp. Da là da thật toàn bộ ha. Lên dùm shop một mã 3252 390, hôm nay shop giảm còn 250 ha, 3252 250. Và một chiếc bao tử ha, da là da thật 100%, để mình đeo trước bụng rất là ok. Kích thước bề ngang 17, chiều cao 24 và bề dày là 9. Sẽ có một ngăn đây và một ngăn đây, có một cái khóa kéo miệng và một ngăn đây và một ngăn đây. Lót bên trong là lót vải sạch đẹp và một cái khóa kéo miệng ở đây và một khóa kéo miệng ở đây. Da là da thật toàn bộ hết ha. Dây đeo chất liệu là vải dục chắc chắn. Lên dùm shop mã là 3401 ha. Hôm nay shop giảm còn 390. 3401 390. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay và đeo chéo có thương hiệu ha, kích thước bề ngang 25, chiều cao 29 và bề dày 16, xách tay và đeo vai, thương hiệu không có thương hiệu ha, sẽ có một nút thích 500 ở đây thôi, một ngăn đây và thương hiệu Lois Watery, và có một cái khóa kéo miệng ở đây. Lót bên trong là lót vải sạch đẹp, hít 500 chắc chắn, xách tay và đeo chéo. Lên dùm shop một mã là 3101 590.
hôm nay sếp giảm còn 350. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video ngày hôm nay ha. Số điện thoại của shop 0973 952 507. Chào tạm biệt cô chú anh chị.